Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị đang đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin lên sóng mỗi ngày vào lúc 6 giờ, 11 giờ và 18 giờ trên kênh YouTube Tây Ninh TV Audio. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ, hôm nay, ngày 19 tháng 12 năm 2021. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão cách Bình Định Phú Yên khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 165 đến 185 km một giờ, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam Bình Định khoảng 230 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, tức là từ 135 đến 165 km một giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 10 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 4 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 113,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 340 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km một giờ, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108.0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi từ 10 đến 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 22 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 250 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, suy yếu thành một vùng áp thấp. Thưa quý vị, trong bối cảnh năm 2021, Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 5 năm nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, và hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau. Báo Time of India vừa có bài viết đánh giá chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mang theo một chương trình nghị sự đầy tham vọng, bao trùm nhiều khía cạnh, không chỉ trong quan hệ song phương mà còn cả các vấn đề khu vực và quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu rõ ba mục tiêu của chuyến thăm. Thứ nhất là tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa các cơ quan lập pháp của hai nước nói riêng. Thứ hai là tạo động lực mới cho quan hệ song phương, tạo cơ hội để hai bên hiểu thêm về chính sách phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của mỗi nước. Thứ ba là so sánh quan điểm của hai bên về các vấn đề quốc tế và toàn cầu cùng quan tâm, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho các thách thức toàn cầu nhằm đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bài viết nhận định Việt Nam là đối tác thân thiết nhất của Ấn Độ ở Đông Nam Á. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã có một tầm vóc mới với những lợi ích chung về chiến lược, chính trị, an ninh và kinh tế. Cả hai đều mong muốn hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực, cũng như tin tưởng vào chủ nghĩa đa phương. Hai nước đều đang hoạt động trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tư cách là ủy viên không thường trực, là thành viên của các diễn đàn nghị viện đa phương và hỗ trợ nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Bất chấp những hạn chế do đại dịch COVID-19 gây ra, quan chức hai nước vẫn duy trì trao đổi và tương tác. Do đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước, không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng mà cả kinh tế và an ninh hàng hải. Bài viết nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ đại dịch là một kỳ tích và Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng. Những yếu tố này khiến Ấn Độ coi quan hệ thương mại với Việt Nam là đặc biệt quan trọng. Theo tác giả bài viết, mối quan hệ chiến lược Việt Nam-Ấn Độ có tiềm năng to lớn trong việc bảo đảm hòa bình, thịnh vượng và ổn định ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết âm lịch. Đề nghị được Bộ Y tế nêu trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ ngày 17 tháng 12, trước bối cảnh các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tăng cao, đặc biệt tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương, đi lại lớn. Trong khi đó, biến chủng Omicron đang lan truyền nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều quốc gia, dù Việt Nam chưa ghi nhận ca nào. Ông Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cũng cho rằng hiện nay duy trì các hoạt động thiết yếu để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, còn các hoạt động khác cần phải có điều kiện, nếu không cần thiết có thể tạm dừng. Ông nhìn nhận khi sống chung an toàn với COVID-19, thì việc tăng số ca bệnh là điều dễ hiểu. Nhiều trường hợp nhiễm virus không có triệu chứng, vì thế trong tiếp xúc hàng ngày rất khó để biết được liệu người đối diện hay bản thân mình có mang mầm bệnh hay không. Bên cạnh đó, những hoạt động tập trung đông người như liên hoan, đám tang, đám cưới, làm tăng nguy cơ lây lan. Chỉ đến những nơi đông người khi thực sự cần thiết, tránh tụ tập, liên hoan, giảm số người trong các buổi hội họp. Đặc biệt thời gian tới, ông Phu khuyến cáo, việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định 5K, khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 theo Bộ Y tế. Các địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh thực hiện đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyết định số 3749 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được chi hỗ trợ cho công đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, công đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ với những mức như sau. Hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng một người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19, theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Hỗ trợ tối đa là 1 triệu 500 nghìn đồng một người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên, hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19, theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Đối với công đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5 triệu đồng một người. Ngoài ra, đối với cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ, với những mức như sau, cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 được chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng một người một ngày. Mức hỗ trợ có thể cao hơn tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế phòng chống dịch nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng một người một năm. Ban thường vụ công đoàn các cấp phân công nhiệm vụ quyết định và chịu trách nhiệm. Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, mức chi hỗ trợ từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng một người một ngày. Mức hỗ trợ có thể cao hơn tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch, nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng một người một năm. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt chi để quyết định và chịu trách nhiệm. Theo quyết định số 3749, thì nguyên tắc hỗ trợ là mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ một lần, dù nhiều lần dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau, thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Quyết định 3749 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 và sẽ thay thế quyết định 2606 và quyết định 3022 sửa đổi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 12, Anh tiếp tục ghi nhận 90.418 ca mắc COVID-19, mới sau khi ghi nhận 93.045 ca vào ngày 17 tháng 12, tăng 67% so với thời điểm cùng ngày vào tuần trước. Riêng ngày 18 tháng 12, Anh ghi nhận 10.000 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm Omicron lên tới 23.168 ca. Các cố vấn khoa học của chính phủ Anh ngày 18 tháng 12 đã cảnh báo rằng nước này cần khẩn cấp áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron và ngăn chặn làn sóng bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 với quy mô tương tự như mùa đông năm ngoái. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Thị trưởng London Sadiq Khan tuyên bố
London đang gặp sự cố lớn, sau khi ghi nhận 26.418 ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ. Theo các cố vấn, Anh cần có các biện pháp kiểm soát, bao gồm giảm quy mô nhóm, tăng khoảng cách vật lý, giảm thời gian tiếp xúc và đóng cửa các cơ sở có nguy cơ cao, bên cạnh việc áp dụng đeo khẩu trang. Ủy ban tư vấn khoa học về các trường hợp khẩn cấp lưu ý rằng, việc tăng tỷ lệ tiêm chủng là một biện pháp cực kỳ quan trọng để giảm thiểu bệnh trở nặng. Hiện chính phủ Anh đã đưa ra cam kết tiêm mũi tăng cường cho tất cả những người trưởng thành đủ điều kiện vào cuối năm nay. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 12, Thủy Tiên, cựu sinh viên Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam, nhận nhiệm vụ đến cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở Hà Nội diễn biến phức tạp. Cơ sở này có quy mô hơn 160 giường bệnh, chủ yếu điều trị, quản lý, theo dõi người bệnh COVID-19 không có triệu chứng và mức độ nhẹ trên địa bàn quận. Hiện, các giường bệnh đã gần kín chỗ. So với những đợt làm tình nguyện hỗ trợ trước, nhiệm vụ lần này của Thủy Tiên khó khăn hơn, không chỉ dừng lại ở mức lấy mẫu xét nghiệm, truy vết mà lại trực tiếp theo dõi, điều trị F0. Đợt này mình luôn phải mặc đồ bảo hộ cấp 4. Buổi sáng, khi mọi người thấy lạnh phải mặc áo ấm thì bọn mình nhiều lúc ướt sũng mồ hôi, muốn tắm bằng nước lạnh cho mát. Bên cạnh đó, Tiên quản lý một nhóm các bạn tình nguyện viên hỗ trợ cơ sở này. Tuy nhiên, vì nhân lực còn hạn chế, tình hình dịch ở Hà Nội ngày một nghiêm trọng nên áp lực trên vai những nhân viên y tế như Tiên là rất lớn. Dù mọi người chia ca làm việc sáng, chiều, tối xong hầu như ca nào Tiên cũng phải trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ để nắm bắt tình trạng của bệnh nhân, cũng như các tình huống phát sinh, báo cáo cấp trên kịp thời xử lý. Trung bình một ngày, Thủy Tiên làm việc từ 6 giờ 30 phút đến khoảng 22 giờ. Lúc nào cũng trong tư thế mặc đồ bảo hộ, sẵn sàng lao đi. Cũng vì tính chất công việc, Tiên và đồng nghiệp phải nghỉ lại luôn trong bệnh viện. Chỉ còn gần nửa tháng nữa là Tết Dương lịch, hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán. Với tình hình hiện tại, mình xác định luôn đón năm mới cùng mọi người trong này. Mình cũng chưa dám báo tin này cho bố mẹ, sợ hai người biết sớm lại buồn, chắc ít bữa nữa mới dám kể. Trước khi tham gia công tác chống dịch ở Hà Nội, Thủy Tiên từng có thời gian gần 4 tháng làm tình nguyện viên tại các điểm nóng COVID-19. Đầu tháng 6, khi Bắc Ninh trở thành ổ dịch lớn của cả nước, Tiên và bạn bè kêu gọi quyên góp một số vật tư y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ, cồn sát khuẩn và thực phẩm gửi tặng các nhân viên y tế nơi này. Sau đó, cô đăng ký trở thành tình nguyện viên, trực tiếp đến hỗ trợ. Lần đầu mặc bộ đồ bảo hộ, Tiên bị ngợp, nhiều lần choáng váng khi làm việc dưới cái nắng giữa hè. Sau khoảng nửa tháng, Tiên tiếp tục tới Bắc Giang, giúp điều phối thu mẫu xét nghiệm COVID-19 và hỗ trợ người dân khai báo. Ngoài công việc chính, thời gian này, cô gái sinh năm 1999 còn tham gia chiến dịch mùa hè xanh, hỗ trợ bà con nông dân ở Lục Ngạn thu hoạch vải thiều. Lúc đó, mình không biết bản thân lấy đâu ra sức lực để lăn xăng như vậy nữa, Tiên kể. Đầu tháng 7, Tiên trở lại Hà Nội. Kết thúc 14 ngày cách ly, cô tiếp tục đi theo đoàn hỗ trợ chống dịch của một công ty công nghệ sinh học, nơi cô được cử đến tham gia đào tạo về xét nghiệm COVID-19 vào ổ dịch Bình Dương. Miệt mài đến tận cuối tháng 9, Tiên mới xin phép trở lại Hà Nội trước vì có việc gia đình. Ban đầu, thấy con gái cứ lao vào chỗ dịch bệnh, bố mẹ Tiên lo lắng, sợ con gặp nguy hiểm. Dần dần, sau nhiều lần nói chuyện, thuyết phục, Tiên cũng nhận được sự cho phép và ủng hộ. Đối với cô gái nhỏ con, nặng 40kg, từng hành trình hỗ trợ chống dịch đều đem lại cho cô nhiều kỷ niệm và trải nghiệm quý giá. Tết năm nay mình không sắm quần áo mới, không làm tóc mới, không sum vầy bên gia đình hay ngắm pháo hoa giao thừa, song chắc chắn mình sẽ vẫn cảm thấy hạnh phúc, phần nào tự hào vì có thể góp sức vào công cuộc chống dịch. Tiên chia sẻ. Sau 4 tháng làm tình nguyện viên chống dịch từ Bắc vào Nam, Thủy Tiên lại nhận nhiệm vụ tại khu điều trị F0 ở Hà Nội, khi thời điểm năm mới gần kề. Thưa quý vị, hơn một tháng nay, nhiều hòn đảo đá trên vịnh Hạ Long bỗng nhiên bị nhuộm thành màu đỏ, xen lẫn với màu xanh của các loại thực vật là một màu đỏ rực của một loại cây đặc hữu vịnh Hạ Long, được người dân gọi tên là sò đỏ. Đến Hạ Long mùa này, điều dễ gặp nhất là màu đỏ của cây sò đỏ lá tròn mọc khắp các vách núi đang thay lá. Cứ vào độ giữa đông, sò đỏ Hạ Long chuyển màu lá đỏ để chuẩn bị đón mùa xuân ấm áp đang đến gần. Khắp các vách núi đá ở vịnh Hạ Long đều có sự hiện diện của cây sò đỏ. Mùa thay lá của loài cây đặc hữu này thường diễn ra trong 2 tháng cuối mùa đông. Không như cây phong lá đỏ, lá sò có màu đỏ thẫm và thân lá dày hơn nên thời gian lưu lại màu đỏ cũng lâu hơn cây phong lá đỏ. Năm nay mùa đông đến muộn, cùng với thời tiết hanh khô khiến lá cây sò đỏ càng thêm rực rỡ, và thời gian thay lá kéo dài hơn mọi năm. Sò đỏ mọc thành từng khu, dọc cầu Bài Thơ, sò đỏ đang vào độ màu đẹp nhất năm. Nếu có dịp ghé nơi đây, quý vị đừng quên lưu lại cho mình những tấm ảnh về mùa sò đỏ,
mà mỗi năm chỉ có một lần. Thưa quý vị, từ trước đến nay, khi nhắc đến dãy núi cao nhất thế giới mà bất kể ai cũng muốn chinh phục, thì mọi người hay nghĩ đến Everest. Thế nhưng, có một đỉnh núi ở cao nguyên Guyana thuộc Nam Mỹ, dù có độ cao không bằng Everest, nhưng đến nay vẫn chưa một ai có thể leo bộ được đến. Dãy núi này tên Tebu nằm trên lãnh thổ Venezuela. Tên gọi của nó có nghĩa là một dãy núi cao lớn, hùng vĩ còn vượt qua cả những tầng mây. Trong ngôn ngữ của người dân Bemon sống ở Gran Sabana, Tebu có nghĩa là nhà của các vị thần. Dãy núi cao nhất của Tebu cách mặt đất khoảng 3.100m, có vách dựng đứng và thảm rừng nhiệt đới dày đặc khiến con người khó lòng tiếp cận bằng cách đi bộ thông thường. Các nhà khoa học lẫn nhà thám hiểm đều chưa thể đặt chân lên đến tận cùng của đỉnh Tebu. Phần lớn các đỉnh trong dãy Tebu tách rời nhau chứ không liền mạch. Vì thế mỗi quả núi là một vương quốc với hệ sinh thái độc lập. Người ta đoán rằng ít nhất một nửa trong số 10.000 loài thực vật được ước tính ở đây là chủng loài độc nhất chỉ có ở dãy Tebu và khu vực lân cận. Du khách có thể thuê người địa phương dẫn đường hoặc khá giả hơn, thì đi máy bay trực thăng lên thẳng đỉnh núi. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.